anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố hồi sông Thu buồn con nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn sang ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làm môi hồng xua tóc xoa ngang vai. Bờ mi cao nhấp nhô thì cửa đại, sóng giác nhào vang rộng tiếng thông reo. Bao ước hẹn ngày mình bên nhau, ước mơ chúng đôi nhịp cầu. Nào ngờ đâu tuổi thơ em vào trang giấy, cuộc đời mong mơ nhớ thương hoa phương nở. Ngăn chia đôi bờ anh đứng chờ ngăn ngơ. Dạ em trắng mình mang hơn cát biển, mắt em xanh như dòng nước hằng gian. Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Đi, ba, một, sáu, ba. Đi, một, ba, đi, anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố hồi. Sông Thu buồn con nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn sang ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làng môi hồng xua tóc xoa ngang vai. Bờ mi cao nhấp nhô thuyền cửa đại, sóng giác dầm vang rộng tiếng thông reo. Bao ước hẹn ngày mình bên nhau, ước mơ chúng đôi nhịp cầu. Nào ngờ đâu tuổi thơ em vào trang giấy, cuộc đời mong mơ nhớ thương hoa phương nở. Ngăn chia đôi bờ anh đứng chờ ngăn ngơ. Dạ em trắng mình mang hơn cát biển, mắt em xanh như dòng nước hằng gian. Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. À, giảng dự cái mic vậy nghe anh em. Đi, hê, sáu, bảy, hê. Đây mình cũng mở rất là lớn chứ không phải là mở nhỏ. Mở cái độ dB của nó là cũng lớn, cũng hơn 90 dB. Nên khi anh em sử dụng mức độ này thì mình dám bảo đảm với anh em là hát khoảng cách từ 50m vẫn nghe rõ chi tiết. Mình chỉnh sao mà cho nó vừa cái mí tới cái mí hú. Hú chứ phải không hú nha anh em. Nhưng mình muốn chứng kiến cho anh em thấy là hát nhẹ mà nó chưa mới tới mí hú. Nếu anh em đẩy lên có 3-4 dB nữa bắt đầu nó ký, thì anh em cảm ngưỡng đó thôi là anh em hát sẽ đi tới vừa ở gần. Nếu ở xa thì anh em có thể là có thể là nhích lớn lên cả 3-4 dB là bình thường. Hiện tại là mình sẽ test hú cho anh em xem. Một, hai, hú cho 3
phải thú ngay nên thú chứ không phải thú, tức là thú ngay mức độ nào đó. Tay sử dụng gian số S90 nó sẽ hiệu quả như thế này. Còn bình thường là những cái bình thường là anh em sử dụng là code với lượt hoặc là không qua chấm hú á, thì nó sẽ hú 100% hú, hú thì đứt chép. Nhưng qua gian số thì nó hạn chế cái mức hú. Hú trong phạm hú nha anh em. Nó hú chứ không phải hú nha. À, anh em mượn test cho anh em thấy là mình hát mức độ vừa phải khoảng 90-95 dB thì nó khó hú lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Này là về cho em chạy làm đèn Phú Quốc nha anh em. Test rất là kỹ cho em. Em về em đi show. 1, 2, 6.